Dạ đó, em Phúc Aurora Sài Gòn xin kính chào các anh em. Thì tiếp tục hôm nay em giới thiệu đến em một con Amly Akai có model là AAR30. Thì dòng này nó sở hữu một cái size 44. Để em đo luôn, em mới quên ta. Size 44 hả? Đúng rồi, size 44 anh em ha. Sở một cái size 44 thì nói chung những cái dòng Akai thì đa số là những cái dòng size lớn ha. Thì nó thường là thiết kế mặt phi nhôm trắng và Amly dòng xì cover UFM mang tầng 108 ha. Akai là những cái dòng xuất thị trường Mỹ, xuất cho những cái dòng thị trường rất là khát khao. Điều này thiết kế mặt phi nhôm xước rất là đẹp ha, và có cái nắp sắt giả gỗ cũng tuyệt vời luôn. Thì hôm nay nó có cái dàn đèn rất là đẹp đây, thì đã bật nguồn lên. Thì đây là FM full băng tầng 108 ha. Thì em này nó có công suất là 160W, sử dụng 4 sò than, cái dòng sò cao cấp riêng cho hãng Akai. Thì em này chúng ta có thể ghép thêm một cái đầu cassette hoặc là một cái đầu cối Akai để chúng ta chơi những cái dòng lô cổ rất là tuyệt vời, rất là hay. Thì đối với em Akai này, chúng ta có thể ghép những dòng lo 25-30 với dòng lo Mỹ cổ chơi rất là tuyệt vời. Hình thức là rất là đẹp, nút nát là đẹp tuyệt vời luôn ha. Thì nó là những cái dòng cổ những cái thập niên 7X tới hiện tại, tồn tại tới bây giờ là như vậy là quá trời mới rồi. Đây là phần phía sau, đây là anten ha. Anten thì chúng ta chỗ nào mà sống yếu chúng ta có thể câu tim anten rời. Đây là các chân nó cắm đầu vào, bao gồm ống ít phono tấp 1, tấp 2 ha. Đấy, phía sau là cực kỳ đẹp luôn. Hôm nay công suất là 160W, được 120V, đánh hai cặp A cùng B. Thì cẩn trở cũng khá là rộng ha, 4-16, 2-18-16, những dòng thông dụng. Đây, A30, máy in da băng và số series. Series cuối là 305 ha, 6305. Đẹp tuyệt vời luôn ha, không có gì để mà để bàn cả. Phía trên thì có hơi trầy lông chuột nhẹ phía đây nè ha. Đây. Còn là rất là đẹp. Rồi, thì tổng thể nó là như thế. Thì hôm nay sử dụng 4 sò than ha. Rồi thì em sẽ mở phần nội thất lên cho anh em xem luôn. Đây là cái nắp, đây rất là đẹp. Đây là tổng thể nội thất của nó. Thì đối với những cái dòng Amly Cover thì thiết kế qua mạch rất là đơn giản, ốc áp rồi còn đẹp 7 màu luôn. Bên đây cũng vậy, ruột gan rất là đẹp. Đây là tổng thể nội thất của nó đây. Đó, những cái bo mạch Cover còn rất là đẹp. 4 chỗ thang nằm phía dưới ha. Chứ em sẽ dở lên cho anh em xem phần sò ở dưới. Con này là xin nguyên bản 100% ha. Rồi, tổng thể nó cũng như thế thôi. Bo mạch cái linh kiện rồi là còn rất là mới. Nói chung em này là rất là đáng chơi trong cái tầm tiền là 7,2 triệu anh em ha. 7,2 triệu bao ship toàn quốc. Rồi thì anh em nghe một đoạn nhạc. Thì nhà em hết lo cổ rồi, thì em đang ghép tạm với nó là một cặp Porsche monitor 500 160W tính một thùng, đánh thì nói chung thì cũng tương đối rất là hay. Rồi mời anh em nghe một đoạn nhạc. Chuyện một đêm khuya nghe tiếng gõ nổ vang trời. Chuyện một đêm khuya ôi máu đổ đổ lệ rơi. Chuyện một đêm khuya nghe tiếng than trong xóm nghèo. Mái chành lửa cháy bốc lên ngùn ngụt trời cao. Thank you.
đặt con lên trên đám cỏ phủ sương mờ. Tội gì con ơi khi nhúng tuổi tuổi con thơ, ba nhẹ đưa môi hôn chán con yêu xa lạnh, vuốt ve lần cuối trước khi xa con suốt đời. Em này nó đánh hai cặp A cộng B và khán trở thì đã em đã giới thiệu rồi ha. Thì đây A cộng B chúng ta nhấn vào đây, đánh cặp A là nhấn cặp A, đánh B là nhấn cặp B. Rồi em sẽ test MFM ha. Riêng này và sẽ triển khai toàn quốc khi dịch vụ này được kết nối tích hợp trên cổng dịch vụ cấp quốc gia. Cùng mang số một. Học sinh đến trường thuận lợi. Nhiều phụ huynh học sinh bày tỏ sự đồng tình trước quyết định này. Hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Rồi bắt rất là tốt ha anh em ha. Thì em này nó có cái ba lăng, có cái nút volume dặn rất là đã ha anh em nghe ha. Đấy rất là chất. Thì đối với giá em này thì em đang bán là 7.200.000 bao ship toàn quốc cho anh em ha. Rồi em sẽ tắt điện đi nè. Rồi em sẽ lật một phần dưới lên cho anh em xem phần của phía dưới ha. Đây là cái dòng sò công sức của hãng, riêng của hãng Akai. Sò rất là to ha, rất là to. Rồi đây tiền lẹt cho nó tắt. Đấy, sử dụng 4 con ha, phần đáy dưới là đẹp tuyệt vời luôn. Rồi con này là xin nguyên bản 100% với giá là 7.200.000 em ha. Rồi em xin kính chào nè.